biết bây giờ mẹ chờ tí con. Khi thấy mai nào lỡ vắng bên nương, lắm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, lấy em bay đầy chừng nó mà tìm con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào vừa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh đèo mùa quân quân bếp hồng, trông trông bánh trưng chờ trời sáng, đỏ hấy hấy những đôi má đào. Xin chào tất cả anh em. Video ngày hôm nay thì em có giới thiệu với anh em một bộ dàn gia đình giá rất là rẻ. Đấy, chỉ có 17.500.000 anh em nhá. 17.500.000 thì sẽ gồm những cái thiết bị gì? Thì ở đây thì em có phối ghép một cặp loa chính hãng của Lex Aquatic, cặp loa bass 30 anh em nhá. Đấy, cặp loa này hiện tại giá là 8 triệu và một bộ dàn máy rất là chất lượng. Đó, gồm có mic không dây, một dòng mic 6 số rất là chuyên nghiệp anh em nhá. Vang số LX8 và một cục đẩy 2 kênh H500. Rồi ok, bây giờ anh em sẽ tiến lại gần để cho tất cả anh em xem về cái bộ dàn này anh em nhé. Đó, đầu tiên thì đây là một bộ mic rất là đẹp, rất là chất lượng anh em nhé. Bộ mic của LX Aquatic mang nhãn hiệu U700. Đây là một dòng mic 6 số. Nói chung là mic này thì nó có cảm biến gia tốc, đấy, có dò sóng rạch và chế độ tự ngắt cho anh em. Mic này thì em bán khá nhiều rồi. Chất âm hay, hát nhẹ anh em nhé. Tay mic thì cầm rất là đẹp. Mic cầm rất là ok. Mic U700 đúng không ạ? Chúng ta chơi gia đình, chúng ta sử dụng cái cấu hình này khá là ok anh em nhé. Rất là chất lượng. Cầm nó rất là chắc chắn. Và đặc biệt bộ mic này nó rất là tiết kiệm pin cho anh em. Đó, rất là tiết kiệm pin. Đó, thì đây là cái mẫu mic là giá rẻ, chỉ tầm 2 triệu thôi. 2 triệu anh em có ngay một cái bộ mic rất là đẹp đúng không ạ? Mic rất là đẹp, tất cả hàng mới chính hãng và đều được bảo hành cho em lên tới 12 tháng. Đó, cái thiết bị thứ hai đó là một con vang số LX8. Đây là một con vang số thực sự với anh em, giá rất là rẻ anh em nhé, chỉ 3.300.000 đồng, nhưng mà nó cho ra một chất âm này tuyệt hay. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ anh em setup lên tới là 6 chế độ karaoke. Đấy, rất là nhiều chế độ để cho anh em lựa chọn, và tất cả chúng ta dùng bằng cái remote hết. Đấy, dùng bằng cái khiển anh em nhé, chúng ta gọi mode ra đúng không ạ, gọi từng chế độ ra để chúng ta có thể sử dụng karaoke gia đình. Đấy, đây là một con vang. Về cái phần input thì anh em có thể thấy nó có rất là nhiều chế độ, như là cổng quang, chúng ta nhấn cổng quang, có cả bờ laptop cho anh em, AUX1, AUX2 đầy đủ, khá là hấp dẫn. Đằng sau thì nó có tới 3 cổng mic và đằng trước có tới 2 cổng mic cho anh em cắm anh em nhé. Đằng sau có cổng mic và đằng trước có cổng mic.
với cổng USB anh em có thể cắm vào đây để chúng ta kết nối ra máy tính. Ok chưa ạ? Đó. Đây là control. Đấy, effect, mic, music. Ở đường đây đường tổng anh em nhé. Máy chúng ta to nhỏ. Đấy, to nhỏ music ở trên đây, to nhỏ có mic hoặc là thích vang nhại nhiều hay ít ở trên đường effect này. Đấy. Cái thiết bị thứ ba đó là một cục đẩy. Đây là một cục đẩy H500. Đấy, cục đẩy này công suất nó cho ra là 500W trên một kênh anh em nhé. Đó, 500W trên một kênh. Và với cục đẩy này thì nó chạy mạch laptop. Đấy, tiếng của nó ra rất là sáng. Đấy. Với cặp loa này chúng ta có thể chơi được một cặp loa bass 30 hoặc chúng ta có thể chơi được hai cặp loa bass 25. Đó. Thì công suất chuẩn nó là 500W trên một kênh và con này thì nó lên tới là 16 sò là JV kép. Đấy. Giá cục đẩy này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 4 triệu và mẫu mã của nó thì mặt trước nhìn nó rất là đẹp và rất là bắt mắt anh em nhé. Đó, rất là chuẩn luôn. Đấy, cục đẩy này chúng ta có thể thay thế những con âm ly 2, 3, 5, 6 nhà chúng ta để chơi cho nó căng. Thì đây là cục đẩy khá là chất lượng của bên em, hàng mới chính hãng và đều được bảo hành cho em lên tới là 12 tháng. Đấy. Về form size con này thì rất là đẹp. Đấy, chúng ta để trong tủ kệ thì nhìn nó rất là gọn gàng. Đấy, nó vừa vặn anh em nhé. Size nó rất là ngắn thôi. Đấy, nó chỉ tầm 38-40cm. Rất là chất lượng. Đấy, với cục đẩy này. Đấy, thì anh em nào mà đang có nhu cầu về mua đẩy giá rẻ thì anh em có thể tham khảo cái mẫu đẩy hai kênh này của bên em. Đấy, khá là ok. Đó. Và không thể thiếu được đó là một cặp loa. Loa bass 30 anh em nhé. Đây là một cặp loa chính hãng của LX. Cặp loa này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 8 triệu đồng, sơn sần cát, rất là chất lượng. Ok chưa ạ? Bên này nó đều có tay sách hết cho anh em. Đó, rất là chuẩn chỉnh anh em nhé. Nhìn cái căng của nó nhìn nó quá đẹp luôn. Nhìn nó rất là chuẩn. Con này tiếng của nó cực sáng luôn và hay. Đó. Công suất của con loa này nó là 400W anh em nhé. Đấy, từ 170 coi 76. Ok chưa ạ? Đó, rất là chất lượng. Để chọn bộ dàn này thì bên em đang bán với giá là 17.500.000 anh em nhé. Chọn bộ dàn karaoke. Đấy, gồm mic, vang số, đẩy và một cặp loa. Đấy. Với cái bộ dàn này thì anh em có thể phối ghép trong phòng của nhà chúng ta tầm 20 cho đến 25 mét vuông anh em nhé. Đấy, 20 đến 25 mét vuông là ok nhất. Đấy, 20 cho đến 25 mét vuông. Đấy, khá là ok. Đấy. Đấy. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu về mua về những cái bộ dàn mà giá tầm tầm trung như thế này, anh em có thể liên hệ trực tiếp với em. Tất cả sản phẩm của bên em thì đều là hàng mới hết và đều được bảo hành cho anh em lên tới 12 tháng. Và bây giờ thì em sẽ hát thử một đoạn của cái bộ dàn karaoke này cho anh em nghe. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.